Bạn Huỳnh Đức đặt câu hỏi, các bác cho em hỏi chút ạ. À. Chương trình Affiliate YouTube trả tiền qua đâu vậy các bác? Em không thấy nó tổng tiền vào ga. Hả? Xin chào 500 anh chị em. Câu hỏi của Huỳnh Đức về cách tính hoa hồng sẽ được mình trả lời ở cuối video. Còn ở phần đầu, mình sẽ giới thiệu cho cả nhà cái nhìn tổng quan về chương trình kiếm tiền mới toe. Có thể nói không ngoa là thông tin hot nhất trong năm 2024 này. Ai đã bước chân vào con đường đau khổ sáng tạo video trên YouTube đặc biệt là những kênh làm nội dung trong nước đều biết kiếm tiền từ view không phải là việc dễ dàng như em đây chính là một ví dụ điển hình làm video bục cả mặt mà RPM Việt Nam chỉ đạt khoảng 300 đến 500 đô la trên 1 triệu view thôi. Đấy là chưa kể nếu làm nội dung ngắn YouTube Shorts thì con số còn thảm hại hơn nhiều lần. Để tìm hiểu kỹ hơn về mức doanh thu từ view, các bạn có thể xem thêm clip này. Vậy nên khi gồ tung ra tính năng affiliate tiếp thị liên kết cho kênh view Việt, creator chúng ta lòng vui như chảy hội. YouTube Affiliate mang đến cho người xem trải nghiệm mua sắm cực kỳ tiện lợi. Khi gắn thẻ sản phẩm trong video dài, video short hoặc phát trực tiếp, nút mua sắm sẽ hiện ngay ra trên video của bạn. Người xem có thể nhấn vào và duyệt qua sản phẩm mà không cần rời khỏi trang. Bạn sẽ nhận hoa hồng từ toàn bộ giỏ hàng của người xem nếu họ nhấn vào sản phẩm gắn thẻ của bạn. Nghĩa là nếu họ mua thêm nhiều món khác nữa, bạn cũng hốt luôn khoản hoa hồng từ những món đó. Ôi ơi! Chẳng hạn, nếu bạn giới thiệu sản phẩm bột giặt trị giá 1 triệu đồng, chỉ lan nội trợ click vào và được chuyển sang Shopee để mua hàng, Nhân tiện khi đang mua sắm trên Shopee, chị Lan thấy quảng cáo mẫu máy giặt mới trị giá 10 triệu đồng quá hay nên đặt mua luôn. Khi đó, tiền hoa hồng của bạn sẽ không chỉ tính trên giá trị bột giặt mà được tính trên toàn bộ giỏ hàng là 11 triệu đồng. Hiện tại, các kênh lớn ở Việt Nam đều đã nhận được lời mời và hướng dẫn để cài đặt chương trình Affiliate này. Chắc chắn chỉ trong một thời gian ngắn sắp tới, tất cả các kênh đủ điều kiện bật kiếm tiền sẽ đều có thể tham gia. Bạn có thể gắn thẻ sản phẩm ngay trong quy trình tải video lên bằng cách nhấn vào gắn thẻ sản phẩm. Từ đây, bạn chỉ cần chọn thương hiệu hoặc sản phẩm yêu thích và xem hoa hồ hồng sẽ là bao nhiêu cho mỗi sản phẩm. Với mỗi video, bạn có thể gắn thẻ tối đa 30 sản phẩm. Nếu muốn sửa đổi sản phẩm đã chọn, chỉ cần nhấn vào biểu tượng thùng rác là xong. Chương trình này không chỉ áp dụng với video mới, bạn cũng có thể gắn thẻ sản phẩm trong các video và short cũ nữa. Đơn giản chỉ cần vào YouTube Studio, chọn video bạn muốn và thêm sản phẩm vào. Nếu đang phát trực tiếp, bạn cũng có thể ghim sản phẩm để người xem dễ dàng nhìn thấy và mua sắm mà không cần thoát luồng livestream của bạn. Có vài nhãn hàng và platform cho phép kéo dài thời gian nhận hoa hồng sau khi người xem nhấn vào sản phẩm của bạn, miễn là họ không nhấp vào liên kết của người khác sau đó. Chẳng hạn đối với sàn shopping liên kết ở Việt Nam là Shopee, thời gian nhận hoa hồng được tính trên quy tắc cú nhấp chuột cuối cùng trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm đặt hàng. Để tăng thêm hiệu quả, hãy chỉ gắn thẻ sản phẩm khi chúng dễ nhận biết và liên quan đến nội dung của bạn. Hãy lục lại thư viện video của mình để gắn thẻ cả những video cũ nữa, đặc biệt là những video có nhiều lượt xem. Và nếu có sản phẩm nào rất nổi bật trong nội dung của mình thì đừng ngại nhắc người xem duyệt qua các sản phẩm bạn đã gắn thẻ khi ra video mới nhé. Để xem mình kiếm được bao nhiêu, bạn chỉ cần vào số liệu phân tích của YouTube Studio, chọn mục thu nhập và nhấp vào tab liên kết. Ở đây bạn sẽ thấy tổng thu nhập, số lần nhấp vào sản phẩm, số đơn đặt hàng và doanh thu tổng. Bạn cũng có thể thấy sản phẩm và video nào đang kiếm được nhiều nhất để điều chỉnh trong những clip lần sau. Chúng ta đều biết việc tận dụng traffic từ YouTube để bán hàng là một chiến lược ưu việt cho nhà sáng tạo. Thế nhưng việc tự thiết kế sản phẩm rồi bán hàng online không phải là việc ai cũng muốn dấn thân. Biết thừa là nếu làm cả ăn tất từ gốc tới ngọn thì biên lợi nhuận sẽ cao hơn. Nhưng dân YouTube tính vốn lãng tử nghệ sĩ nên chỉ cần nghe mấy từ Hán Việt đao to búa lớn nào là nhận đơn, tìm nguồn hàng, sản xuất, đóng gói, vận chuyển, giao nhận, kế toán đã thấy choáng váng đầu óc rồi. Hơn nữa, bán hàng vốn là sân chơi của dân kinh doanh với luật chơi hoàn toàn khác với luật chơi của dân sáng tạo. Họ chiến thắng như lợi thế về tài chính, nguồn hàng, logistics hoặc hệ thống phân phối. Vậy nên, nếu làm không khéo có khi còn lỗ, bá đấm không bằng một đạp. Với cùng một thời gian lao động, nếu tập trung vào khâu mình giỏi nhất, tức là khâu sáng tạo nội dung, có khi hiệu quả về kinh tế lại còn lớn hơn gấp nhiều lần so với khi nhức đầu bởi những khâu mà mình yếu thế. Với YouTube Affiliate, Creator có thể khoán mọi khâu lăng nhằng đau búa đó cho nhà bán hàng. Việc của mình chỉ là gắn thẻ sản phẩm trong video và ngồi rung đùi nhận hoa hồng thôi. Hảo án! Hảo án! Quay trở lại câu hỏi của Huỳnh Đức, tiền hoa hồng sẽ được YouTube chi trả trực tiếp vào AdSense của bạn. Nhưng do cần thời gian để tổng hợp với các bên bán hàng và xử lý việc đổi trả, nên bạn sẽ nhận được tiền sau khoảng 60 đến 120 ngày nhé. Nếu kênh của bạn là dành riêng cho trẻ em, kênh âm nhạc hoặc có cảnh báo vi phạm quy tắc cộng đồng thì tiếc là không tham gia được nhé. Kênh trẻ em và kênh vi phạm nguyên tắc cộng đồng thì dễ hiểu rồi, còn kênh âm nhạc tại sao bị hạn chế thì chính em cũng bó tay. Nếu bạn nào nghĩ ra lý do tại sao thì để lại bình luận ở dưới video để 500 anh chị em cùng ngâm cứu nhé. Còn nữa, nếu có ai đó trả lại sản phẩm hoa hồng của bạn sẽ bị trừ lại vì vậy hãy luôn là một người review uy tín đừng bán rẻ khán giả để vừa mất tiền hoa hồng mà lại còn ăn thêm gạch đá nhé biết rồi khổ lắm nói mãi